Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 16 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, trong gần 2 tháng qua, thiên tai và nhân tai đã ập xuống như muốn dạy cho Trung Quốc một bài học về sức mạnh của thiên nhiên, về những tội ác mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gây ra cho nhân loại. Những cơn mưa xối xả không ngớt đổ xuống các tỉnh miền Nam Trung Quốc, tàn phá toàn bộ thành quả 42 năm phát triển kinh tế bằng việc đánh cắp công nghệ, chất xám, thương hiệu của tất cả các nước phát triển. Giờ đây, thành quả đạt được của Trung Quốc đã bị nước lũ cuốn trôi đi hết và đưa đất nước tỷ dân quay về vạch xuất phát ban đầu. Miền Trung Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Việc hy sinh nông thôn để bảo vệ thành thị là thủ pháp quen thuộc của chính quyền Bắc Kinh trong cách xử lý thảm họa lũ lụt. Gần đây, trên mạng Internet lan truyền một đoạn video cho thấy chính quyền chủ động đào đê để xả lũ, cũng chứng minh nhiều đê ở đại lục có chỗ vỡ, có thể là nhân tố của con người gây ra. Và bất ngờ sáng nay trên TikTok lan truyền một đoạn video quay lại cảnh cơ quan chức năng cho máy xúc chủ động đào đê Hồ Thái Dương mà chính quyền này luôn che giấu. Đoạn video cho thấy một chiếc máy xúc cắm cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đào đê để cho nước lũ chảy vào đồng ruộng. Dọc con đê này còn lưu lại công trình gia cố đê tạm thời. Điều này có nghĩa là chính quyền trước đó đã giữ đê nhưng sau đó từ bỏ đoạn đê này, chính lại nội dung chú thích như sau. Thái Dương vỡ đê chỉ là nhấn chìm đồng ruộng. Ngoài hàng triệu đồng ruộng ra, còn tính mạng của biết bao nhiêu người dân và gia đình ai dám đảm bảo cho họ đây. Có cư dân mạng đăng bài trên Weibo chỉ ra rằng đài phát thanh truyền hình Lạc Sơn đã đưa tin về chuyện này. Bản tin nói là tỉnh Giang Tây đã chủ động cho vỡ đê Hồ Thái Dương để bảo vệ thành phố Cửu Giang, dòng chữ thuyết minh trong video nói. Để đảm bảo an toàn, chỉ có cách hy sinh hàng triệu mẫu ruộng, nhưng không ít cư dân mạng sau khi xem xong video này đã đặt nghi vấn. Ngoài hàng triệu mẫu ruộng ra, còn có tính mạng của biết bao nhiêu người dân và ai đảm bảo cho họ. Trong một đoạn video khác được chia sẻ trên mạng, người quay video nói nhận được một thông tin là chính quyền muốn bảo vệ Vũ Hán và từ bỏ Thái Dương. Đoạn video cho thấy có lượng lớn xe quân sự dừng ở bên đường. Người quay video nói, mọi người hãy nhìn, đây là xe cộ chuẩn bị của huyện Thái Dương đưa vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Hai bên đường có rất nhiều xe chở một lượng lớn đất cát. Thông tin hiện tại có được là bảo vệ Vũ Hán phá hủy Thái Dương. Một khi phá hủy Thái Dương, họ sẽ đào đê và cho nổ. Xe toàn bộ đều là xe hàng trăm chiếc, xếp hàng dài đến vài cây số, đều chờ đầy đất, đều sẵn sàng tăng chi viện. Trước đó, lưu vực sông Dương Tử bao gồm Hồ Bà Dương đã có nhiều vụ vỡ đê. Và người ta đã nghi ngờ rằng có thể liên quan tới yếu tố chính quyền Trung Quốc chủ động xả lũ, đặc biệt là ở huyện Bà Dương. Gần Hồ Bà Dương, cảnh báo kiểm soát lũ cấp độ 2 đã được nâng lên cấp 1. Ngày hôm sau, truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa tin có 14 con đê ở huyện Bà Dương bị thủng. Có video còn cho thấy huyện Bà Dương thành một đại dương lớn, nhiều ngôi làng đã bị ngập lụt, còn có tòa nhà sụp đổ. Kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời chuyên gia thủy lợi Trình Hiểu Đào nói rằng kinh nghiệm phòng chống lũ năm nay là có thể tuân thủ, là phải tuân thủ, phải bỏ thì phải bỏ. Đất nông nghiệp phải trả lại cho hồ thì phải để lũ chạy vào. Ngoài việc phá vỡ đê, việc các hồ chứa xả lũ mà không có cảnh báo lại càng phổ biến. Cũng có nhiều chính quyền địa phương chọn cách xả lũ bất ngờ vào giữa đêm hoặc sáng sớm, khiến dân làng không kịp chuẩn bị, gây ra thương vong về người và thiệt hại về tài sản. Một số cư dân mạng tiết lộ rằng đây là quy định bất thành văn của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đó, hàng trăm ngàn người đã phải sơ tán vì lũ lụt tại Trung Quốc. Hai tỉnh của Trung Quốc đã nâng cấp cảnh báo lũ lụt khi các con sông tràn bờ. Và mực nước lũ đã phá vỡ mức cao nhất trong vòng 50 năm qua. Các đoạn video trên các phương tiện truyền thông nhà nước cho thấy những chiếc ô bị cuốn trôi trên đường phố, nhiều người được cứu bằng dây thừng dọc các con sông với mực nước dâng cao. Giới chức thời tiết cho biết khu vực này đang có lượng mưa cao nhất kể từ năm 1961. Cư dân sống ở các khu vực dọc bờ sông và các khu vực thấp lân cận đã được khuyến khích di chuyển đến những vùng có vị trí cao hơn. Thành phố Thiều Quang ở tỉnh Quảng Đông là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến các quan chức phải nâng cấp cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất. Biểu đồ lượng mưa của thành phố này đã lập mức kỷ lục kể từ cuối tháng 5 năm 2023.
Một thành phố khác ở Quảng Đông là Thanh Viễn cũng thiết lập một cảnh báo tương tự tại khu vực trũng thấp của sông Châu Giang, bao quanh hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Mưa đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất và vận chuyển vốn đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống Covid nghiêm ngặt. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Tây, phía Đông Nam Trung Quốc, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở chính huyện bị ảnh hưởng, theo Tân Hoa Xã. Tân Hoa Xã đưa tin khu vực này đã bị thiệt hại với kinh tế lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,2 triệu đô la Mỹ, với 43.300 ha cây trồng bị phá hủy. Các quan chức địa phương đã cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình của các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Mùa mưa diễn ra vào mùa hè thường xuyên dẫn đến hiện tượng lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, nhưng có những lo ngại rằng biến đổi khí hậu đang làm tình hình trầm trọng thêm. Ngược lại, nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc đang có nhiệt độ cao bất thường, nhưng theo dự báo, mưa cũng sẽ xảy ra ở khu vực này tiếp theo. Nước sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc, dài thứ 3 trên thế giới, nâng cao nhanh chóng trong những tuần gần đây. Tràn bờ nhấn chìm các vùng đất lân cận, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cùng lúc, áp lực gia tăng với đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới đã được xây dựng vào năm 2003 trên sông Trường Giang. Công ty vận hành đập cho biết họ bước vào tình trạng thời chiến khi mực nước hồ chứa cần đạt mức tối đa. Những con đường và các lầu ven sông ở thành phố Vũ Hán bị đắm chìm với lũ. Tại một số ngôi làng ở Nam Vũ Hán, chính quyền địa phương triển khai các đội cứu hộ đi thuyền để giải cứu người dân từ những ngôi nhà bị ngập. Do mưa lớn nhiều ngày, lũ lụt đe dọa ảnh hưởng đến 480 triệu cư dân và các đô thị lớn, bao gồm Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh, nằm trong khu vực rộng 1,8 triệu km2 của sông Trường Giang. Khu vực này cũng chiếm phần lớn tổng sản lượng kinh tế hàng năm của Trung Quốc. Lũ lụt bắt đầu rút vào cuối tháng 9 và thiên tai tồi tệ nhất trong một thập kỷ tại đất nước vẫn đang phục hồi sau đại dịch. Ít nhất 158 người đã chết hoặc mất tích và 4 triệu người phải sơ tán. Song cho đến nay, trận lụt vẫn chưa giáng đòn mạnh vào nền kinh tế. Trên thực tế, Li Zhao, nghiên cứu tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng lũ lụt chỉ làm giảm 0,17% GDP năm 2020 của Trung Quốc, thiệt hại ít hơn nhiều so với các thiên tai trước đó. Có lẽ Trung Quốc không quá khó khăn để chống chọi với thiệt hại kinh tế tổng thể do lũ lụt gây ra. Bà Li nói, việc lũ lụt gây ra ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của Trung Quốc không phải ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã phát triển những vùng đất ngập nước mới và xây dựng những con đập mới để ứng phó với mối đe dọa như vậy. Quỹ đạo của nước lũ phản ánh các ưu tiên của chính phủ với cơ sở hạ tầng mới được xây dựng, bảo vệ các thành phố và trung tâm công nghiệp, trong khi đất nông nghiệp và các làng mạc nông thôn sẽ chịu thiệt hại. Mùa xuân và mùa hè ở Trung Quốc có nguy cơ gây ra lũ lụt hàng năm, khiến nước này chịu thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Công ty nghiên cứu Chinese Waterbeat ước tính rằng mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Giám đốc Diễn đàn Môi trường Trung Quốc của Trung tâm View Xanh cho biết, biến đổi khí hậu đã làm tăng nguy cơ lũ lụt tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Bà nói, mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng khoảng 4% mỗi năm trong năm thập kỷ qua trong bối cảnh khí hậu thay đổi. Trận lũ lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, khi sông Trường Giang tràn bờ làm thiệt mạng hơn 4.000 người và khiến hơn 14 triệu người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở Trường Giang giết chết gần 700 người và gây thiệt hại hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho đất nước. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 đã khiến GDP giảm 0,3%. So sánh lũ lụt năm nay, dự kiến gây tổn hại cho nền kinh tế ở mức thấp hơn, mặc dù chuyên gia Li cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính tác động kinh tế cuối cùng. Một điều chắc chắn là lũ lụt năm nay làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở mức độ nào đó, khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ và gây ra sự chậm trễ trong các ngành khác nhau. Lưu vực Trường Giang là trung tâm xây dựng và nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc, đồng thời là nơi đặt nhà máy của công ty sản xuất ô tô, thiết bị y tế và thép. Bà Li nói rằng chuỗi cung ứng hàng hóa như bột giặt, dầu gội đầu và khẩu trang y tế bị chậm trễ. Các nhà máy dọc theo sông Trường Giang sản xuất sản phẩm như vậy. Nhưng bất kỳ sự gián đoạn nào mà họ gặp phải đều có thể do các nhà máy ở các khu vực khác tạo ra, bà nói. Chuyên gia về cung ứng tại công ty tư vấn China ở Thâm Quyến, làm việc với các công ty nước ngoài có nhà máy ven sông Trường Giang,
Ông nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi sẽ bị ảnh hưởng bởi nếu lũ lụt nghiêm trọng, nhưng cho đến nay ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào. Lũ lụt đều hướng đến khu vực phi công nghiệp, sự may mắn không có nhiều tác động trong chuyện này. Chiến lược phòng chống lũ lụt của Trung Quốc là xả lũ vào khu vực đất nông nghiệp như biện pháp để đảm bảo an toàn cho các thành phố và khu công nghiệp. Tổng cộng Trung Quốc có hơn 98.000 đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Để đối phó với lũ lụt, năm 1998, chính quyền Trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường thủy chính. Sáng kiến này củng cố sự phụ thuộc của Trung Quốc vào mạng lưới đập rộng lớn dọc theo sông Trường Giang và các phụ lưu của nó. Phương pháp trực tiếp nhất mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát nỗ lực là cách ly các thành phố. Chiến lược này được nhìn thấy vào ngày hôm qua khi các nhà chức trách ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc mở các cống của đập Vương Gia Bá nhằm bảo vệ các thành phố và khu vực đông dân hơn ở Hạ Lưu, nhưng lại làm ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp và buộc hàng nghìn người nông dân phải sơ tán ngay lập tức. Thị trấn nằm trên con sông nhỏ của phía nam sông Trường Giang, đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, nước lũ đã tràn đến tầng 2 của những ngôi nhà vào giữa tháng 6 sau tỉnh lân cận xả lũ. Cư dân ở đây hầu như không có khả năng phòng vệ trước sự tấn công dữ dội của lũ, vì chính quyền địa phương thiếu cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực để điều hướng lũ khỏi làng. Reuters đưa tin một con đập 55 tuổi đã bị sập ở tỉnh Quảng Tây, đã khiến các cộng đồng ở Hạ Lưu đối diện nguy cơ ngập lụt. Bà Ly ước tính rằng trận lụt năm 2020 đã làm ngập hơn 51.900 km2 đất nông nghiệp của Trung Quốc. Trận lụt năm 2016 bao phủ gần như cùng diện tích đất nông nghiệp, trong khi trận lũ lụt năm 1998 nhấn chìm hơn 207.000 km2 đất nông nghiệp. Nhà phân tích hàng hóa tại Thượng Hải nói rằng giá rau và thịt lợn ở Trung Quốc đã tăng cao vào giữa và cuối tháng 7 do hậu quả của lũ lụt, thủy sản có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cũng như lúa gạo, cây trồng phổ biến nhất trong vùng, một số loại cây trồng như cải dầu và lúa mì được thu hoạch trước khi lũ lụt trở nên tồi tệ. Nhìn chung, thị trường chưa có vẻ quá lo lắng về tình trạng thiếu hụt do lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, những người nông dân có xu hướng trồng những loại cây này là một nỗi lo, bà Ly cho biết. Hàng trăm nghìn người trong số họ đã sơ tán vì lũ lụt và đối mặt với những trở ngại to lớn trong việc phục hồi sau thiên tai, không có tiêu chuẩn thống nhất về giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt cũng như các giải pháp dựa vào thiên nhiên ở các vùng nông thôn của Trung Quốc. Để đối phó với những trận lũ lụt trước đây, bà cho biết chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước, vườn mưa và những nơi dễ trút nước khác để hấp thụ nước mưa dư thừa. Những chính sách như vậy vẫn đang được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp phải hy sinh. Nếu nước dâng ở sông Trường Giang, thiên tai hiện tại là kết quả của một cơn bão hoàn hảo kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hành động của con người. Giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ cho biết sự gia tăng mưa lớn do biến đổi khí hậu đang là phép thử đối với chiến lược xây dựng đập của Trung Quốc. Người ta lo lắng rằng các đập nhỏ bị sập trong mùa mưa này báo trước tai họa không ai muốn nghĩ tới nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Con đập niềm tự hào dân tộc của Trung Quốc cho đến nay đã vượt qua thiên tai năm nay, nhưng những nguy cơ mà nó cho thấy có nghĩa là Bắc Kinh có thể cần phải xem xét lại chiến lược của mình. Ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu được lũ lụt mà Trung Quốc chứng kiến trong những tuần gần đây. Nếu con đập bị vỡ, nó sẽ là một thảm họa đại hồng thủy. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!